Hi everyone, welcome back to my channel. Start to get go. Ok. Vào tựa game này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 20 túi tiền. Túi đầu tiên đã 3 túi rồi. Túi thứ 4. Ok, let's go. Thu tập tất cả những túi tiền trong ngôi nhà. Khi đủ 20 túi thì các bạn sẽ thoát khỏi đây thôi. Đã được một nửa. Đã được một nửa rồi. Và mang ra sau đây. Mình tiếp tục vào đi thu tập thôi. Có thể làm đây. Oh my god. Okay, let's go. Rồi và đã đủ 20 tiền. Ở đây thì mình sẽ cưa những tấm gỗ ấy đi. Wow. Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Surrenderia the Sela. Một nơi khá là tối tăm. Và trong này thì các bạn sẽ phải tìm kiếm tất cả 8 túi sách. Wow, con ma đã xuất hiện. Ok, tiếp tục tiến sâu vào. Túi sách đầu tiên rồi. Cánh cửa ở đây thì đã khóa. Và tiếp tục vào. Không có gì đấy không? Không có gì luôn. Oh my god. Sau căn phòng tiếp theo. Sách thứ hai. Wow. Quyển sách thứ ba. Wow, oh my god. Không có một tí chiếc chìa khóa nào luôn. Mình vẫn chưa tìm thấy một chiếc chìa khóa nào. Không biết là chính chiếc chìa khóa đó ở đâu. Nhưng mà thôi không sao, mình sẽ quay lại. Ở đây thì sẽ đi được khác. Đây có một chiếc chìa khóa này. Quyển sách thứ tư.
phải truy tìm thật nhanh. Nếu càng lâu thì những con ma này sẽ càng kinh dị hơn. 6 quyển sách rồi. Quay xe về chỗ cũ và đi đường khác. Wow. Oh my god. Quyển sách thứ 7 nha. Xin chạy thôi. Rồi và tiếp tục Granny cho tôi. One day. Chỗ này không có gì đâu. Tiếp tục là đi sâu bên trong. Wow. Ở đây thì mình sẽ ghép vào một thành một khẩu súng. Let's go. Tiếp tục là một món đồ nữa. Rồi sau đó thì sẽ bắn vào đây. Mở cái này ra xem có gì không. Wow, một chiếc chìa khóa blue key.
Tiếp tục mình sẽ lạp đạm vào đây. Cái này có thể là đang giấu một chiếc búa ở trong chiếc giếng này. Mình sẽ quay và sẽ xem. Chuẩn bài rồi, ok. Hammers. Chữ kim đây rồi. 1 2 Okay, let's go. Master key. Và đây là chiếc chìa khóa để các bạn thoát khỏi ngôi nhà của bà Granny. Ok, và mình sẽ chuyển sang game thứ tư. Đây là một tựa game khá hay và hot trong những tháng vừa qua. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh chàng vào đây. Chàng này đi. Let's go. Chạy khó đây nha. Các bạn cần thiết làm sao đây. Chúng ta nghe các bạn. Oh my god. Chúng ta đi siêu cường luôn. Wow.
야, 진짜 잠깐 나와. 야, let's go. 소개와 외다 팀의 세출인 상대가 드랑 저피어바. Tại như đây, mình đoán tầm khoảng 3 đến 4 giờ sáng. Và ở đây thì mình sẽ lấy một thứ. Đó chính là một mình xong. Và lên xe và đi thôi. To home. Okay, let's go. Sau đó thì sẽ vào trong này và lấy cái gì đây? Một chiếc chìa khóa. Let's go, how? Oh my god, slow. Okay. Ấm vào đây đâu. Sau đó thì lại ra ngoài để kiếm những tấm gỗ. Wolf này. I can go back to house. Quay trở về ngôi nhà là. This way. Và bây giờ thì sẽ là tôi game thứ 6 của anime.
developer. Play with me, Norman. Cũng không hiểu sao mình lại vào trong ngôi nhà này để khám phá, thì khi đó bị Granny và Grandpa, ông bà đó đã bắt mình vào trong một trại giam. Và trong này các bạn sẽ phải tìm cách để trốn thoát khỏi đây. Trong này thì có cả Slender Villa nhé, một con ma và ông bà Granny cũng khá kinh dị. Có vẻ tiếng kêu ông bà này sẽ đang chuẩn bị xuống đây. Trước mắt thì mình sẽ mở cái cửa ra, tiếp tục đi sâu đây xem như thế nào. Ở đây có hai cách trốn. Cách thứ nhất đó là các bạn sẽ trốn bằng con tàu, và cách thứ hai thì các bạn có thể trốn bằng cánh cửa chính của mình, cánh cửa mà khi các bạn vừa vào mà nó bị bắt thiếu đó thì các bạn có thể trốn cái đó, hoặc các bạn có thể trốn bằng phương pháp đó là đi tàu, đi bằng con tàu hỏa này. Mong sao ông ta không phát hiện ra mình. Wow. Oh my god. Chả hiểu sao thì bà ta lại phát hiện ra mình ở đây đâu. Mình đi xuống đây xem bà ta đi không. Bà ta vẫn đi, vẫn đi theo, vẫn đi theo tiếp. Oh man. Thế thì chết rồi, hàng rồi, hàng rồi. Mình cứ đi ngay thôi. Đã giữ được bà ta xuống dưới. Thế còn ông ta? Ông ta đâu? Bên trên này đã rồi tính. Ông ta đang ở đây. Oh my god. Phải đi chậm thôi. Rồi ok. Luôn xuống bên này. Đặt tầm gỗ vào đây nào. Wow. Chờ anh trên đây thôi. Let's go. Có gì nữa không? Một chiếc chìa khóa màu đỏ. Có gì ở đây không? Không có gì. Sau đó thì mình sẽ đi vào phòng bếp xem có gì không. Rất nhiều những viên đạn đang ở đây. Tao và tao không xin dê rồi. Bắn cái này vào đây. Xem bà ta làm gì. Bà ta vẫn đang lên. Bà ta không làm gì đâu. Không có điện luôn. Thật chết thôi. Oh my god. Wow. Đã hy sinh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ 7. Đoàn style game Zombies. Ok. Cái này đi.
bị lao vào phát là đi luôn, hy sinh luôn. Oh my god. Đây là một tựa game khá là hay và hot nha các bạn nhé. Các bạn có thể download và chơi cùng mình. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, The Stay Win. Đây là một tựa game nói về một nhà tù, có hai anh chàng. Và trong đó thì các bạn sẽ phải trốn thoát ngôi nhà đó của hai anh chàng này. Anh chàng này khá là đầu mặt, có thể đó gọi là sợ đen. Let's go. Rồi, nhảy xuống đây nào. Wow. Tí thì bị rơi. Ở đây các bạn sẽ phải nhảy từ từ, từng thang một. Nếu không thì các bạn sẽ bị què chân ngay. Ok. Tiếp tục mình sẽ đi tìm kiếm những món đồ. Một trái bom. Tiếp tục con anh chàng tiếp theo, anh ta đang ở đâu? Súng. Nó có một bảng ghép ở đâu đó quanh đây. Nó có thể là ở đâu đó trên tầng 2. Cái này đằng sau rồi. Phải dùng một cái để bẩy cái này ra. Bảy nó đâu rồi? Đây rồi. Mình sẽ bảy đây ra xem trong này có gì không. Một chiếc hộp. Đây là gì? Để xuống tí ra. Ok. Wow, một đường cống. Trong này là cái gì? Cục điện. Vậy thì lên kiểu gì đây? Cúp điện hết rồi. Và khi này thì các bạn sẽ không phải sợ với tia laser. Trong này có cái gì đó nước ném bên trong.
quá nhiều bom mìn rồi. Ở đây các bạn có thể tiêu diệt thoải mái luôn. Muốn xử cho ông ta ở đây, các bạn sẽ tiêu diệt ông ta. Yeah. Đó, như thế các bạn sẽ tiêu diệt và tìm kiếm nó bắt đầu. Ok.